Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của mình. Hôm nay là đầu tháng 6, Tết Thiếu Nhi. Trước khi đến với cả nội dung ở trong clip này, chúng ta sẽ cùng nhập đó là cái cốt ngày mùng 1 tháng 6. Để xem phần quà là gì. 2.000 kim cương và 10 mệnh vàng đỏ, 10 mệnh vàng vàng. Đó là những cái mà mình thích ở trong cái cốt này. Hôm nay cũng có thêm đó là cái cốt thực ra là của hôm qua. Cốt mở khóa hộp quà. Bây giờ không phải cốt đầu tuần nữa mà cốt gần cuối tuần lại có thêm kim cương và mảnh nóng vàng. À mùng 1 tháng 6 đầu tháng thì à, gọi là nhận lương thôi nhỉ. Tiếp theo là các bạn hỏi mình về cái tính năng vật tổ. Vật tổ này thì đơn giản thôi. Bây giờ thì một là các bạn sẽ sử dụng đó là cái kim cương để quay à, tối đa các bạn có thể quay được trong một ngày đó là 100 lần. Mỗi lần là coi như 128 kim cương đi thì các bạn quay đủ hết 100 lần là mình tính ra được trước là hơn 11.000 kim cương. Đợt này đang có cái sự kiện tiêu kim cương hoàn kim cương các bạn có thể uh, uh, đầu tư vào đây. Nhưng mà mình xác định luôn là đầu tư vào đây thì được chiến nó tăng lên nó không phải là nhiều đâu. Bởi vì khi các bạn quay được xong nhá thì các bạn sẽ cần phải ghép cơ. Có rất là nhiều cái về sau nó sẽ cần ghép, không phải là có một hai ba cái này đâu. năm sáu cái cơ và có những cái phải dạy là loại màu đỏ cơ, nó rất là xịn. Thì những cái đó mới tăng được chiến nhiều. Và bây giờ bạn quay được có 100 cái, có khi có cái nó còn trùng nhưng mà cái này là một cái ở dạng như là nếu mà bạn là chơi lâu ấy, thì nó cũng sẽ dần dần nó sẽ đủ còn bây giờ nếu bạn mà muốn uh, đầy nhanh sớm hơn thì bạn sử dụng kim cương kiểu dạng như bây giờ một là dùng kim cương thôi các bạn phải đợi đến tính năng thao thì hồi xưa mình cũng không dùng kim cương để quay vật tổ đâu mà vật tổ của mình bây giờ nó đến được cái mốc đó là cũng kha khá rồi uh, một phần là khi các bạn mà có được những cái vật uh, cái đá ký tự này mà loại không cần thiết các bạn bỏ bớt đi xong rồi kèm theo nữa là các bạn sẽ mua ở trong cái shop nhưng mà cái cách kiếm dễ đó là phải đợi tính năng thao cơ thao thì các bạn có thể mua đó là những cái ký tự ở đây ký tự vàng này cũng bán này nhưng mà bán được một lần trong một tháng và ngoài ra là trong cái phần ước nguyện này cũng sẽ dần dần các bạn trong vòng khoảng 6 ngày thì các bạn sẽ có được một cái à, hai cái cái công cụ kia để có thể đổi lấy gọi là để quay thay cho cái kim cương ở trong cái phần vật tổ ấy và kèm theo là đi ải phiêu lưu này nữa thì các bạn cũng sẽ kiếm được thêm thì cứ dần dần như thế thôi bạn nếu bạn có kim cương thì bạn sẽ có được cái vật tổ đó sớm còn đâu thì chúng ta sẽ ưu tiên vật tổ này theo kiểu dạng như là như thế nào tức như là ưu tiên cái nào mà có dạy như là năm cái còn nếu mà có một cái với cả năm cái thì chúng ta ưu tiên trong kiểu mà nhiều cái hơn à, để tại vì nó cộng chỉ số được nhiều hơn với cả quan trọng là cái điểm năng lượng nó cũng sẽ kiếm được nhiều hơn mặc trước sau gì các bạn cũng sẽ kiếm thêm một cái nữa chẳng hạn thì lúc đó các bạn sẽ lại lắp vào cái đấy sau cái này thì kiểu dạng như là cứ từ từ dần dần rồi nó cũng sẽ có à, tranh thủ cái tiêu kim cương ở hoàn kim cương mình mới tiêu được 520 kim cương vào trong ngày hôm qua thì à, mình sẽ test cho các bạn luôn đó là quay vật tổ bằng đủ 100 lần kim cương đằng nào cũng sẽ có cái sự kiện tiêu kim cương hoàn kim cương mà tìm kiếm vật tổ đây mỗi ngày quay 100 lần thôi à quan mình lướt như hơi nhanh thì trong khoảng một đoạn nào đó thì các bạn sẽ nhận được cái vùng vàng hoặc không thì là sẽ được cái màu đỏ nữa đa số là màu xanh dương và màu tím hết rồi ba lần nữa thôi và nếu các bạn mà có được cái món đồ lúc nãy cái mấy cái lá cây này hay gọi là cái lá cây thì các bạn có thể đổi nghìn hai thì đổi được một cái đỏ còn nếu bạn mà đổi cái vàng nó thương này nhưng mà các bạn nên đổi vàng với đỏ thôi bởi vì tím với cả xanh dương kia thì nó kiếm khá là dễ khi mà tính năng thao nó được cập nhật còn bây giờ mình đã có rất là nhiều các cái chấm tròn ở đây và kèm theo vừa đồ rồi tiêu kim cương tổng cộng mười mấy nghìn đấy đúng rồi 11.200 kim cương nếu các bạn quay được hẳn trong một ngày nhận lại đồng ít kim cương tính ra là vừa rồi uh, mình vừa tiêu lại tức em mất khoảng 7.000 kim cương chỗ, chỗ, vừa rồi nhé các bạn để ý nhé đó là necroma mình đang 1 triệu 392.000 thì bây giờ vật tổ đây tăng thêm 97 nữa tổ màu cam thì bạn có thể ghép tiếp hoặc là bạn có thể chờ cái đấy vào trong một cái uh, loại xị năm cái nào đó nữa đi Thì bây giờ uh, 1 triệu 393 nghìn rồi Negroma mình đã tăng thêm được hơn nghìn lực chiến Kèm theo hoàn trả tiêu tiêu kim cương nữa Từ hồi đó đến giờ mình đã tiêu được 15 nghìn kim cương Hôm nay tính ra là tiêu 11 nghìn Còn những ngày trước là 4 nghìn Còn vừa rồi thì mình cũng đã vừa nâng đi nâng lại Cũng tốn rất là nhiều đồ rồi Và bây giờ thì uh, mình đã vừa nâng lại một số Pokemon đã reset lúc trước ví dụ như là Magena hay là Mega TNC bữa trước là lấy hết sạch cả đồ của nó rồi và chia sẻ cho những đồng đội kia và sau khi mà hôm trước làm cái đội hình ma siêu ấy thì có lẽ là khi mình đấu với cả những đối thủ ngang tầm ấy thì mình vẫn có thể giành được chiến thắng và trong tình huống này nếu mà mình lên được cả Z Zmu 6 của Necroma nữa đi với Mewgin Luana thì nó bắn ké nó sẽ kinh khủng hơn lúc này chưa mở Z Zmu 6 nhưng mà đối với cả những người chơi mà xịn hơn rồi thì mình thua Và sau khi mà nâng lên nâng lại như thế xong thì bay hạng một cách vù vù veo veo Thì mình đang để đội hình như thế này Và trong khi đó trong trường liên server thì vẫn may ờ, Bữa trước thì bị đánh Đội hình mình đang để ở trong đấu trường liên server này thì Một số Pokemon ở đội hình 2 theo kiểu mà lắp vào cho có thôi Đội hình chính vẫn là cái team Masio Thử xem mình thắng theo kiểu gì Với team ma thì cực kỳ là cần phải nuôi tốc độ cao rồi này để đi trước Masada là một thành phần chính để tăng thêm tốc độ dành cho toàn bộ Pokemon hệ ma bên mình 20% và sau khi đã hành động xong thì chính thức bên mình sẽ được tàng hình và lúc này thì Necroma bên mình sẽ được sẽ an toàn Miojin đây và về siêu Celebi mặc dù là một con uh, khá là dễ chết nhưng mà bên mình team ma nuôi tốc độ cao là xác định luôn là nó sẽ được an toàn để có thể là đến lượt hai búp thêm một cái lạc kháng tử nữa dành cho đồng đội và bên mình thì uh, Magena là biến thành bởi Miojin này và Luala thì cũng đã chính thức tử trận rồi nó đang bị biến thành một con Myojin tiếp này Trong chung thời kỳ này mà thiếu mất đi cái tường của Mega TNC cũng tổ dạng như rất là mỏng luôn bây giờ đang là hai con Mew Celebi bên mình cũng tử trận rồi này Vào đội hình này của mình chủ yếu là dựa vào um, Necroma rất là nhiều. Necroma bên mình mà thực sự mà không đối mạnh thì xác định luôn là cũng sẽ rất là khó khăn. Ờ, đập được chết hẳn cả con Shiny ở đoạn đấy cơ. Đó, với việc bây giờ đã chết mất đi một con Shiny Mega Tirata rồi bên kia thì cũng có Jin thì may an toàn dành cho con Mega TNC đấy Necroma bên kia cũng tử trận nốt và bây giờ bên mình còn 3 Pokemon hệ siêu này Necroma cũng tử trận rồi trận này thì có khi gọi là thắng hên thôi chứ thực ra là cũng chết đi con quan trọng Necroma rồi chỉ còn chờ đó là nếu mà Luala hồi sinh trở lại được thì có thể thêm thêm Masada thì mình còn có khả năng giành được chiến thắng. Đây, Miojin của mình Unti cũng được 2 triệu một đấy, cũng hoành tráng phết. Ba mươi triệu của Masadao này, chết một loạt rồi này. Trận này thì Masadao cũng rất là hoành tráng luôn. Còn lại Miojin Lập nó đến mức độ nào đây? đêm dài này, ngủ này. Và cuối cùng nó cũng chết. Thì với việc bây giờ nếu bạn muốn đi team Brazil thì dựa theo Necroma rất là nhiều. Nên đầu tư Necroma một lượng sát thương mạnh và kèm theo nữa về sau nên lượng Z mu 6 thì những đòn tấn công của Miojin hay là Luala thì lúc đó Necroma đang ở trong cái trạng thái hố đen của nó nó sẽ bắn ké lên những địch nào mà đồng đội kia tấn công nó cũng sẽ rất là xịn. Necroma thành viên chủ chốt nếu bạn mà không có Mega Mu Chú X thì uh, siêu với Necroma còn đâu về sau sẽ chờ đi với tim tiên của Zacian đó là bước đi dành cho những người chơi mà ít nạp hoặc là không nạp còn bạn muốn an toàn đầu tư nó cũng bình thường thôi thì đi nên đi với cả tiết đá của Mega Tiên Si sắp tới là sắc đẹp các bạn sẽ dần dần bỏ qua dần đó là cái hiệu ứng bão cát của Shiny Mega Tirata đi chỉ cần có thêm một hệ đất đá về tiên để kích hoạt cái nội tạng của Mega Tiên Si đó được rồi bởi vì cái hiệu quả giảm thương của con uh, Shiny Mega Gardevoir với team sắc đẹp ấy, nó có lẽ là sẽ xịn hơn cả bão cát nữa cơ. Mình sẽ test một trận bây giờ, nếu giả sử bỏ Celebi, bỏ đi một Pokemon hệ ma đi thì bây giờ không còn hai hệ ma nữa. À, không còn ba hệ ma nữa thì Lua nó cũng sẽ không búp được cái một số cái hiệu ứng tốt dành cho team của mình. Và bây giờ đi thử với cái hướng đó là siêu ma tiên. Mình đã đấu một trận ở trước với cả à, người chơi này rồi. Tuy nhiên là lúc đó mình để Mega Tiên Si với Magina ở hàng sau. Thì bây giờ mình đổi lên hàng trước Nhưng mà rất tiếc Magina của mình lại bị đánh bật xuống hàng sau mất rồi Bởi vì là lúc mà nó ra được đòn là tuyệt kỹ Thêm cái bẫy trọng lực Mà nó ở hàng sau bị dính đuôi đá cóc ra được Còn Mega TNC ở hàng sau nữa Thì lúc chém kiếm thì nó cũng sẽ Không được hiệu quả 5 triệu đòn tấn công đầu tiên của Necroma này. Đến lượt massage tấn công. Tranh thủ Ulti. Biến ngay Omega TNC này. Sao không biến luôn con Shiny Omega Tirata nữa. Con đấy quan trọng đấy. Giật ánh trăng có 22.600 này. Thêm đòn Ulti 77.188 này. Mình thấy nó quá là là điêu ấy. 373 000 này. Đờ đờ phát để ulti à. 62 triệu này, bùm 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 bùm. Rất là hoành tráng. Được đúng một quả đẹp như thế đấy. Xong rồi không biết là sẽ thua như kiểu gì đấy. Vẫn làm thêm Mega Tiên nữa để có thêm được cái quả sát thương. Bởi vì một mình Necroma bên mình là không đủ này. Magena đã ulti và tạo được tàng hình này. Sani Megatirata vẫn đang trạng thái kháng tử này nhưng mà bị ngay cái hiệu ứng bẫy trọng lực của Magena nó chặn rồi này, cũng đỡ này. Cá. Ôi, rất là đen dành cho con Necroman mình. Đáng ra được quả đấy được ulti rồi ấy. thì có thể là làm một quả bắn nào đó nữa ổn ổn chẳng hạn. Tính ra bây giờ chỉ cần con Miozin của mình mà ulti phát chúng con Shiny Mega Tira ta là nó sẽ bị hiểu dạng như là uh, không ra được đòn tuyệt kỹ phát cuối bởi vì nó biến thành con Solo rồi mà. Duyên. Lại bị cháo vị trí rồi. Masadao thì may quá từ đầu đến giờ nó vẫn ở hàng hàng trên vẫn đang còn an toàn này đây rất là hên này bạn đã biến thành ở uh, biến xanh như thành con quả trứng này rồi cả Raymond Kyo cũng dính luôn không máu này đang ở trong trạng thái giận dữ này bắn nhầm con rồi bắn vào Mega Tiên Sĩ chứ Nhìn quả bắn thì rất là mạnh mẽ Nhưng mà địch thì vẫn đang còn đầy ứ máu Nuala đây Mà mình thì đang bị tử trận rồi Thì phải đợi Đến lúc mà Nuala nó hồi sinh trở lại nữa cơ Ít chà Đen rồi Ra bấy động lực sớm quá một quả bắn tia, chết luôn ở Magena bên kia luôn, xuyên qua thiên này. Liệu trận này mình còn có cơ hội giành chiến thắng không? Khi bây giờ chị cần uh, Necromancer nó ulti một phát, chúng con Shiny Megatinata và Raman Kyo là coi như mình có thể giành được chiến thắng. Tại vì hết kháng tử rồi. Ánh trăng này, 2.9 này. Chết mất Shiny Megatinata này. Ulti đi. À đâu bị vướng mất cái khống chế rồi. Còn uh, mẹ Masadao thì vừa được hồi sinh trở lại bởi vì Shiny Megatirata từ trận này. Bây giờ còn hai con thôi. Còn con cá thì nó cứ cháo đổi vị trí lên tỏi ra. Nhìn ghét thật. Nói chung có Myojin đợt này rất là hay. Bạn khống chế được đúng những con quan trọng thì cực kỳ là xịn. Trận này thì team mình chưa chết con nào cả. Có lẽ một trận đáng quá là hên. À, chưa biết thắng hay không nhưng mà nên skip. Thắng thì mình cứ nghĩ là một cái đội hình mà gọi là siêu ma tiên nó chẳng liên kết gì với nhau 7 triệu ba và bây giờ mình sẽ đấu với cả người chơi hạng 4 một đội hình tiết đã đá thuần Ok, test trận cuối với đội hình siêu ma tiên như thế này một đội hình không hề liên kết gì cả mạng bạn con nào con ấy đánh nhưng mà đôi khi vẫn phải nhờ đó là necroma vèo phát đập một phát mà trong khi Necroma mất một nửa bình rồi tàng hình thì cũng có được cái tàng hình bởi vì đầu tiên là cái lõi linh hồn của Mega Tiên Si xong rồi kèm theo là tự biến thành có con, con uh, Sonya nữa cũng tàng hình được này đòn đầu tiên bắn địch nhưng mà chưa mất cái tường đây là tường của cái tim điện đá thuần thì nó cũng sẽ chắc hơn đây bây giờ mới mất Miojin đã Ulti Địch nào biến thành con Sosit rồi sơn Điều này nhưng mà cái núi đá ở à, cái tường đá của mấy con kia nhìn hầm hố quá kèm theo một số hiệu ứng ngủ rồi này không chết con nào cả ba triệu ba này thêm ba triệu rưỡi này bốn trăm mười tám này đập vào một con Shiny Mega Tirata, triệu 7 bởi một con Masadao triệu 2 hơn nhau 500.000 lực chiến sát thường gây ra cũng không hề to tí nào luôn thì mình đây hay đánh những cửa người chơi vượt cấp kiểu như này thì toàn ngày trước là thắng theo kiểu mà đội hình nó cũng hơi ổn ổn rồi nhưng bây giờ lại có thêm S mới nữa Mew này mà người chơi họ đang đối mạnh hơn Ủa. cũng ngon rồi này mình bảo bất bất chợt bây giờ là đến từ những cái pha mà chỉ nhờ necroma thôi bạn nuôi cái necroma gọi là khủng bố đi bạn bắn thì có khi tan tác được cả team địch đấy mà bây giờ là hơi hơi làm nền một tí thôi thì cái đội đệ, đội hình này siêu ma tiên này nó đang ổn ổn hơn một tí so với cả đội hình lúc trước ma siêu của mình một phần là Mega tiên C với Magena nó cũng đang khá ổn với team và các bạn thấy đấy, đó là mình có hai con miozin thì hai con miozin nó ở miozin này nó tự ừ, nó cũng hình nhiều miozin ở hàng đầu mình nó tự chết à không phải Mega tiên Si mình tự chết rồi, còn đâu thì miozin đang biến thành Mega tiên Si tiếp bên kia phong ấn này, xong rồi ngủ này, ánh trăng các kiểu này từ Luala cũng rất là tốt này khống chế tiếp nói chung cái khống chế này rất là hay luôn địch bị khống chế cách liên tục ngày trước là cái tin tiết đá thuần này thì kiểu dạng châu ấy phản đam rất là nhiều Còn Masadao thì càng đánh thì nó sẽ càng mạnh dần lên này. Bởi vì là cái sát thương đến từ hận thù của nó. Rồi, rồi Đi một con rồi. Mega tiên sĩ đã tử trận. Chết. Bị bắn của... Mega... Uh, Necroma này. Đây chà, bắt đầu bị cắn rồi. Nếu mà giả sử có 4 chú cún cắn thì chắc là cũng... Sẽ chết hết đấy. Nhưng mà à, quên con Zigade nó đã hiện nguyên hình trở lại rồi, dạng 100%. Liệu cái team của mình có thể đập được ba con như thế này không? Hiện tại thì Luala nó đang được Miozin giúp đỡ này, còn Masadao thì vẫn đang bổ trợ cùng với cả Necroma tấn công cũng đang ác. Ồ, xong. 9 triệu 9, 9 nhưng mà cũng chết. Ba con chắc quá. Chỉ có mỗi Necroma thôi, có thể bắn được không đây? 4 ,2 triệu 2 Miozin Ultim Bây giờ chỉ còn lại Gigade Với cả Raymond Gordon này Thì mình sợ là con Necroma mình sắp chết lắm Bởi vì cái dập độc đất là dễ chết lắm Trốn vào trong này mới an toàn hơn này Mê hoặc, mê hoặc Thôi, mình nghĩ trận này mình có thể thắng Ok ờ, Chỉ gọi là test thử về cái siêu ma tiên thôi Nhưng mà nó cũng đem lại hiệu quả hơn So với cả cái tim kia của mình Ok, hẹn gặp lại các bạn clip kế tiếp.